tối là mấy giờ nghỉ thôi? Chiều. Dạ 7 giờ tối chị. Buổi chiều thường sẽ đông hơn chị. Vô đi, được rồi đó. Vẫn mới kêu ghê ý. Nuôi đó, nuôi 2 tháng mấy rồi đó. Chị con cho nuôi để kêu qua coi đó. Cậu chị hồi xưa không biết gì. Lần đầu tiên mới đã. Trời ơi. Trời ơi. Lần đầu tiên là
không cũng không lâu lắm đâu. Thì cứ lên rửa mặt rồi làm lâu lâu một xíu rồi. Mời ra mình đưa lên để xuống hạnh phúc. Chắc do ông bỏ cái gì mà bao nhiêu rồi